Hello, chào mọi người nha. Hôm nay là tối qua đi qua nhà hai đứa em ở bên Connecticut nè. Giờ sáng nay nó chở đi Boston đi chơi, ra trên cái đường mình đi highway, freeway nè. Mình thấy rất là đẹp, rồi quay cho mọi người xem. Ở hai bên hai hàng cây nè, xanh sao luôn. Lê là tài xế lái xe, ở lưng là Mỹ, hai đứa nhỏ Louis với là bé An, hai con. Đây bây giờ xuống xe trước khi tới chỗ đi ăn điểm sáng ở Boston đó, thì đi tới một cái thành phố khác. Đây thì nó có cái chợ Xmart ở đây nè. Đó. Vậy vô vào cái chợ Xmart ở đây coi nó bán gì trong này. Ủa, anh nghĩ thôi để bỏ cái này ở sau lưng cũng được á. Sau lưng. Đây à. Dạo bên trong thử coi. Coi giống cũng giống nhau, đây là ngoài cái parking lot của người ta đậu xe. Đây đây là bên trong khu chợ nè. Nó bán. Đây là tiệm Tule Jour. Thì bán cũng giống như ở chợ chỗ khác thôi. Mà ở đây nó có nhiều cái tiệm hàng quốc để mình ăn ở bên trong nè. Đó, bán nè. Phở, đồ. Ở đây là nó có bán sầu riêng tươi nè mọi người. Đó. Đây là sầu riêng tươi nè. 19 đồng. 99 một bao. Đây là trái dải tươi 5 đồng bao. À, đây gần tới thành phố Boston của Massachusetts nè. Trên
bên Boston có cái hầm nó nằm ở dưới biển á, mấy khúc nào mới đó, cái đường hầm của người ta nó sáng trưng luôn. Cái xe lửa đường gầm hả? Ừ. À, đây là khu phố tàu Chinatown, đúng rồi, đây có là Chinatown đó. Quinn City hả? Ủa? Ủa, mình chưa tới Boston hả? Cách Boston lắm. Ồ, vậy hả? À, là mình dừng trong hả? 600 feet, turn right. À, cũng kẹt xe quá chừng luôn đó. Ở đây là Quincy mà cũng là cái phố phố có người Hoa nhiều. Ở đây bây giờ đi xuống đi ăn điểm sắm này, nhưng mà tìm cái chỗ mới thì không có. Còn nó đi ăn được cái chỗ nào thấy cũng được. Chợ ăn khu chợ 99. Nhưng mà như ở đây cũng chưa hẳn là Chinatown nha. Của Boston nhớ là Quincy thôi. Nhưng mà đi tới đây mình thử coi như thế nào. Đây là có chợ 99 nè. Ở đây nó có Minh Seafood Restaurant nè. Chắc là khu điểm sắm.
Vậy sao mà nãy tới Chinatown đại đấy cái. Đây, giờ chính đây là trời đó. Có nắng nhưng mà rất là mát nha mọi người. Trời mát lý tưởng lắm. Ở đây có phải bán điểm sắm không? Đây là cái nhà điểm sắm bên trong rất là lớn luôn cả nhà. Kho quá chừng to luôn nè. Ở bên đây người ta đang đứng chờ ăn điểm sắm bên ngoài nè. Thế an tâm. Giờ mình đi vào bên trong. Thank you. Đó, giờ bên trong. Đứng chờ ăn điểm sắm bên trong. Đông quá chừng đông luôn. Bàn nhiều quá sao nó chưa dẹp ta. Bàn ở đây nhiều quá, nó chưa dẹp thôi. Ta dẫn mình vô trong bàn nè. Dẫn vô trong bàn. Ở đây mình order rồi người ta mới đem đẩy xe đưa cho mình chứ không phải là nó đẩy xe mình tự chọn món nha. À, cái nào ra bả gạch cái đó bỏ. Ngó cái chụp hình cho này coi này. Louis nè, Louis ngó con nè. Đây dọn điểm sắm nè. Ok, hết sức đây. Thẳng bá xuống. Không phải sao mà hot sauce nữa. À, soy sauce vậy. Thank you.
tư. Sau khi ăn điểm sắm xong đó, bây giờ mình dạo qua Chinatown ở Boston nha. Mình đi đây là cái khung cảnh bên ngoài, quay xa xa thử coi. Đã lâu lắm rồi không có trở lại Boston này. Ở đây bây giờ đi qua khu Chinatown này. Chinatown ở đằng xa xa đó mọi người thấy không? Đây mình cứ đi bộ tới từ từ sẽ thấy. Đây nó bán mấy cái tượng Phật nè. Đây là khu Chinatown của Boston nha cả nhà. Thấy nó cũng không có lớn vậy mấy nhưng mà cũng đông, nó lễ thế người ta cũng vô để đông. Ở bên đây phần đông mình thấy người Mỹ rất là ít luôn, chỉ có người xì là nhiều. You know what it was? It was school, bro. No, literally. Đây là cái cổng của Chinatown. Mình sẽ phải zoom gần cho mọi người xem. Đây ở trong Chinatown Boston là có cái khu chợ rất là mát mẻ đó cả nhà. Có những hàng cây nè. Đó. Ở đây là những người già họ đánh bài, họ đánh bài chơi. Đây. Ở đây tôi đánh cờ tướng nè. Trời ở đây rất là mát mẻ luôn. Mát quá chừng mát luôn. Đó, ngày chơi nà thào của Boston nè, có mấy con bồ câu nè, nó đâu có sợ người ta, thấy không? Nó cứ lạng vạng, nó dạng dưới đất vậy đó. Ở ngoài đây cũng vậy, người ta đánh bài nè.
bàn nè, đó nè. Thấy bồ câu không, nhiều không? Mấy trái chuối nhỏ xíu nè. Đây sầu riêng đông đá. Giờ này biết đông đá rồi nè. Đông đá nè, đó nó cái vỏ nó bị ấy rồi. Đây là mấy người họ bán dạo ngoài đường nè, à, bán kem, bán đồ ở đây. Gió là lê họ đầu phòng. Chai là thao ở đây nó chỉ nhỏ thôi, làm đi sơ sơ cái nó cũng hết rồi. Đây là một cái khúc chỗ khác nữa nè. Đây là khu Dorchester ở bên Boston. Đây là khu của người Việt. À, đây bánh mì ba lẻ. Vào bên trong họ bán cái gì bên trong. Đây bánh mì ba lẻ đây họ bán đủ thứ ra đó. Đây nó bán chả lụa nè. Rồi bán mấy cái hũ này là để trộn gỏi hay làm gì đó. Ăn cơm trái trà bông. Đây là củ bán chè.
cũng là chè một chỗ nó bỏ luôn nè, một chỗ nó bỏ chỗ đó luôn, chè ba màu. Bán chào nem chua chay. Phải 6 ổ rồi, 6 7 ổ rồi nó nhiều. Họ lấy đâu ai ăn đâu. Được. Thịt nguội ra. Thịt nguội giống là thịt nguội nó dễ ăn hơn là mấy cái bánh mì kia ăn. Giống gỏi đu đủ khô bò quá, không biết phải không biết. Mình hỏi cho coi cái này là cái gì. Tối nè, nhìn đẹp không?